khối, thay vì cái này là khối đặc, mình sẽ tạo nó một cái khối cắt để mà mình cắt cái khúc này đi đó, thì mình edit nó rồi mình sẽ tạo nó tiếp một cái khối void, đây là khối cắt. Thì khối cắt này cũng tương tự, nó cũng có 5 công cụ tương ứng với cái khối đặc gì nè đó. Thì như mình nói là các bạn tạo cái gì á thì các bạn phải gọi là với nhìn cái khối đó, nhìn cái vật liệu, cái object mình muốn tạo thành những cái khối cơ bản như thế này và những cái khối void để mình cắt như thế này để mà mình tạo được cái khối đó mới tạo được, nếu không là nó sẽ không tạo được, tại nó chỉ cho mình cái công cụ để tạo khối này thôi đó. Mình sẽ tạo khối void intrude và mình sẽ pick pick cái này, biết đường này đó, biết nó và mình sẽ trim nó lại, tức là cái chỗ này trim nó lại đây. Có vô này đây, nó sẽ tự động âm vào và nó cắt, thì các bạn kéo nó về phía bên đây, align lại tương tự đó, bạn thấy không, tạo trong đây kéo rất là khó. Tương tự này bạn align lại đó. Tới đây chưa chưa xong, cái khối này nó chỉ cắt được khi các bạn dùng ra lệnh cho nó cắt thôi, tức là bạn phải dùng lệnh để mà cắt thủ công. Lệnh nó nằm ở đây nè, cut cut geometry đó, để mà cắt đó, những khối void, những cái lệnh cấu trúc mình muốn cắt, những khối void, những cấu trúc mình muốn cắt đó. Finish ra được cái cầu thang như thế này. Đó, mình sẽ isolate cầu thang đi. Đó. Cầu thang như thế này. Đó. Một bên là đắp, một bên là cắt. Rồi. Bạn thực hành coi câu hỏi gì hỏi mình. Đó, chỗ này mình tiếp theo mình sẽ tạo một cái ram dốc bằng cái floor, tức là mình nói cho bạn floor có hai công cụ tạo xiên, tạo gọi là nghiêng, nó một cái là slope, hai là một cái công cụ thứ hai, thì cụ tạo slope nó như thế này á, nó sẽ có sự đột tính, còn công cụ thứ hai nó theo cái mặt phẳng tùy ý nhưng mà nó không có sơ đồ tính, sơ tính nó không có đúng cho nên người ta không lấy cái sơ đồ tính. Thì mình sẽ vẽ cho các bạn đó. Các bạn đã làm xong cái cầu thang chưa, cắt tạo khối void cho nó chưa, tạo khối void và tạo cái khối intrude cho nó xong chưa? Dạ chưa anh, chờ xíu anh. Rồi, ok.
sẵn mình sẽ điểm danh luôn. Đây là buổi 7 này. Đoàn Gia Bảo. Dạ dạ có anh. Rồi. Trần Minh Luân. Dạ có. Đinh Thị Kim Ngân. Đinh Thị Kim Ngân. Ok. Nguyễn Phạm Nguyễn Nhật Quang. Phạm Nguyễn Nhật Quang. Ok. Hoàng Trung Thành. Wow, chuyện gì à? Hoàng Trung Thành. Đây mình có trường Nhật Quang. Nguyễn Quang Thanh. Dạ có. Trần Thiện Thanh. Dạ có. Nguyễn Ngọc Tài. Dạ có. Dạ có. Ok ok. Nguyễn Lưu Lưu Tấn Thành. Dạ có. Đinh Thị Thùy Loan. Dạ có. Phan Thị Lực. Dạ có. Viên Tài Phát. Dạ có. Nguyễn Tấn Tuấn. Nguyễn Tấn Tuấn. Dạ có. Ok. Dạ có, dạ có. Ok ok. Nguyễn Thành Long. Dạ có. Nguyễn Lê Công Bình. Nguyễn Lê Công Bình. Ok. Quỳnh Phú Điện. Dạ có. Nguyễn Trường Nhật Quang. Dạ có. Ok. Nam dạ anh ơi, à, Phạm Nguyễn Nhật Quang có nha, tạm biết em bị gì. Ok, Phạm Nguyễn Nhật Quang. Rồi. Đinh Thị Kim Ngân có luôn nha anh, nãy em bị mất mạng. Ok, Đinh Thị Kim Ngân. Rồi. Vậy nay mình vắng là Hoàng Trung Thành, bạn này có xin phép mình rồi. Và bạn Nguyễn Lê Công Bình này. Ok. Thì mình đã giải tới buổi 7 này rồi á. Thì các bạn thấy là cái tốc độ đi của mình nó có chậm quá không? Tức là mình, nếu mà những người nào mà họ làm, họ tự học ở nhà rồi, trước đó rồi á, thì họ sẽ thấy cái tốc độ đi của mình rất là chậm. Tại vì mình vừa làm, mình vừa giải thích và mình vừa chờ các bạn làm luôn nữa. Đó. Em thấy như vậy ổn không? Ổn phải không? Tại nó vì... chậm, em cứ đầu như vậy là ổn. Mấy cái đầu tụi em đa số là thấy không kịp. Đó. Thì bữa sau thì... Tại vì mấy bữa sau cũng là dễ thép cho nên là mình cũng phải nói chậm. Tức là bạn nào mà chưa biết giải thép á, thì nó phải nói chậm. Còn nếu phải biết rồi phải nói nhanh thôi. Tức là nó cũng phân biệt buổi đầu với buổi sau nữa. Thì ý là mình, nếu mà bạn thấy chậm quá thì mình có thể tăng tốc độ lên. Tại bữa đầu mình có hỏi các bạn là có học kiến trúc hay gì đó hay không á, thì mình không thấy ai nói hết trơn á, cho nên mình nghĩ là không ai học kiến trúc hết, mới hết ở Revit á, thì mình sẽ làm chậm đó. Rồi. Tại vì nếu mà chậm quá thì nó sẽ rất là chán. Còn anh Phát ơi. Ok, sao em? À, tuần này tụi em thi giữa kỳ đồ nhiều á, nên có thể là bài tập về nhà tụi em, nếu làm không kịp thì anh thông cảm cho tụi em nha. À, ok. Tuần này tụi em đang thi trong giữa kỳ này kia rồi nên chưa học khá nhiều. À, tức là ok. Thì tuần này được đâu gì? Đó. Tức là ok, nhưng nếu bạn nói vậy thì mình sẽ... ấy thì gọi thì tại vì buổi sau mình sẽ dạy các bạn làm móng á, thì các bạn thể tại cái đó là một cái family riêng, tức là mình học kết cấu á, mình không có dạy tập trung vào cái family đó. Bạn muốn học tập trung vào cái family đó thì mình, như buổi đầu mình nói, family đó là một cái level cao hơn của hàng Revit, cho nên là các bạn muốn học bên cái family, các bạn học
thi công á, thì người ta tập trung vào cái family đó hơn. Còn mình đi kết cấu á, thì mình sẽ chỉ các bạn tạo một cái móng đơn giản theo kiểu là giới thiệu cái công cụ cho các bạn để mà các bạn có cái bước đà để các bạn qua cái thi công, các bạn không bỡ ngỡ hoặc bạn có thể làm được tiếp đó. Rồi thì ý là mình nói là tuần ngày mai mình sẽ dạy cái đó, thì nó sẽ không liên quan gì tới những cái này hết, đó là mình sẽ làm một cái riêng đó nè, tức là nó sẽ làm cái móng như thế này nè. Nó thay vì một cái cục đặt đó thì ta sẽ đổ như thế này để tiết kiệm bê tông chút trên đây nè đó. Thì mình sẽ chỉ từ bữa sau mình sẽ chỉ các bạn tạo cái cục này đó. Ok, quay lại các bạn của mình rồi, các bạn phải về nhà làm mấy cầu thang bên dưới nha. Thì mình không bắt buộc, thì nếu thi thì khỏi khỏi làm cũng được, thì miễn sao á mình nói là cuối khóa là mình phải nộp lại cái file này á đó. Thì mình các bạn tranh thủ làm chứ đừng có để nước tới chân dồn lại. Cái này là dễ, tại sao các bạn có thể coi cái video của mình và các bạn làm theo được, nhưng khó là sao, rất là nhiều, 15 buổi mà các bạn phải làm lại hết thì nó sẽ rất là lâu. Thậm chí là 15 buổi của mình cho bài tập về nhà rất là nhiều, mình chỉ làm những cái điển hình khó thôi, còn các bạn về nhà làm khá là nhiều đó. Thì các bạn về mà các bạn không làm từ từ á, tập trung lại dồn lại là các bạn đuối luôn đó. Thì tiếp tục mình sẽ xuống tầng B2 đây. Đây đây là cái RAM dốc của mình nè, nó từ hàng, để mình xem cái kết cấu xem nó từ hàng cao độ nào tới nào. Nó sẽ từ hàng B2 lên B1 đó, chỗ này nè đó. Thì mình sẽ cũng tạo một cái sàn luôn, tương ứng tương tự, tức là mình sẽ tạo cái sàn đó. Thay vì cũng dùng slot phải không, mình sẽ các bạn cứ tạo cái biên dạng trước cho mình, và cái này mình sẽ tạo tùy ý. Tại sao? Tại vì mình sẽ không lấy sơ đồ tính của nó, như mình đã nói sơ đồ tính nó sẽ không đúng cho nên mình sẽ không lấy. Thì các bạn cứ vẽ đúng biên dạng đi rồi các bạn thấy tại sao sơ đồ tính nó sai đó. Giả sử mình bắt biên dạng thế này đi, giữa đó giữa gì luôn, offset là 100 đó, như thế này rồi này, chạy lên tới đây trim lại chỗ này, này không trim được. Đây đi rồi như thế này đó, biên dạng nó sẽ nằm ở B2 không. Đây đây là cái sàn này nè. Thì nếu các bạn sử dụng slope đi, slope thì mình sẽ, nếu mà mình đó nha, mình sẽ slope từ đây tới đây vẫn được, select mid nè đó, cái snap á, bữa bữa trước mình có chỉ cái snap khi các bạn chọn á, bữa mới bữa đầu chọn giới thiệu về cái foundation á, mình có chỉ các bạn snap option á đó. Đó thì mình select mid thì nó sẽ biết cái mid này. Ở đây thì mình sẽ chỉnh là theo là B1 nè, head là B2 không đó, như thế này. Oops. Ngược lại mới đúng, head ở B1 theo ở default là B2 đó. Bạn thấy cái sàn nó bị nghiêng, nó nghiêng tức là nó do cái hạn chế là nó chỉ có một cái slope thôi, nó làm cho cái sàn mình nó bị nghiêng một cách nghiêng không đúng đó, như thế này. Mặc dù có sơ đồ tính đó, nhưng mà nó mô hình 3D nó không đúng đó.
thì mình sẽ tạo nó bằng cái công cụ khác. Đó, thì mình sẽ tạo nó bằng, mình xóa này đi. Đó, nó mình sẽ tạo nó bằng modify sub element. Đó, thì nó tức là mình sẽ điều chỉnh những cái điểm trong cái sàn nó luôn, nó đi theo hơn là slope. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn tạo những cái sàn mà nó nghiêng, nó cong khá là phức tạp. Đó, thì hồi xưa mình có làm một cái dự án vẽ theo điểm point cloud á, tức là họ bắn điểm ngoài thực tế xong rồi mình phải dựng revit giống y chang như những cái điểm đó, tức là giống y chang thực tế vậy đó. Và cái khoảng cách cho tối đa là 20 mili, rất là nhỏ, cho nên mình phải sử dụng cái công cụ này, mình kéo từng điểm của cái sàn của mình để trùng với cái mặt đường đó luôn. Bạn bạn tưởng tượng rằng cái mặt đường họ đổ không bao giờ là nó không có phẳng lì hoặc là nó nghiêng một góc nào hết, nó sẽ nghiêng tùy theo cái người đổ nó. Thì mình phải sử dụng công cụ này, mình phải tạo từng điểm, mình kéo từng điểm đúng vào đúng cái vị trí của nó đó. Thì cái công cụ này có nó giúp cho các bạn tạo ra những cái sàn mà nó phức tạp đó. Thì ngược lại nó sẽ không giúp làm sơ đồ tính của bạn bị sai. Thì mình cứ để sơ đồ tính này đi và mình cứ tạo cái này đi thì mình sẽ thấy tại sao sai. Và hai cái công cụ mà một là slope, hai là cái tạo bằng cái modify sub element này là nó không thể nào cùng hai cái được. Tức là sao, khi các bạn có slope thì nó sẽ không có công cụ này hiện lên cho các bạn làm, và ngược lại các bạn làm rồi ấy, nó sẽ bạn không thể nào vẽ slope được đó. Rồi mình sẽ modify này, thì thằng Revit nó sẽ tự nó chia ra những cái điểm, tức là thằng này là đường thẳng nè, xong rồi tới đây cong nè, tới đây thẳng đó, tự chia ra những cái điểm này. Bạn có thể tạo thêm điểm trên cái đường này hoặc tạo thêm điểm trong cái mặt này, tức là bởi vì mình mới nói là nó công cụ rất lực để mình tạo một cái sàn với những hình thù phức tạp đó, tức là mình có thể thêm điểm ở bất kỳ chỗ nào trong cái sàn này và mình mua nó lên. Thì thằng Revit nó chỉ hiểu là hai cái điểm này nó kết nối với nhau nè, nó thì kết nối với điểm gần nhất đó này, nhưng giả sử này giữa đi này cao độ cao hơn thì nó sẽ nối bốn thằng này lại với nhau giống như một cái nhài đó, như cái máy vậy đó. Đó rồi thì mình cứ thế mình kéo lên thôi. Thằng này thì mình cho nó lên là là bao nhiêu, tầng 2 là nhiêu ta, tầng 1 là nhiêu ta, B1 B1 là 3 mét. Đây là cái công cụ đo elevation 2D, tức là bạn đo đây bạn thấy cái sàn cao bằng 3 mét đó, thì đó đây là cái công cụ đó thôi. Ok, kéo lên 3 mét 3 ngàn đó. Nó cứ báo lỗi tại sao, tại vì cái sàn này slightly incorrect, tức là nó khi các bạn tạo bằng cái điểm này nó sẽ phức tạp, nó sẽ Revit nó sẽ warning các bạn là các bạn làm vậy thì nó sẽ không đúng với cái edit shaping đó, detail và section may not accurately đó, tức là khi tạo phức tạp gì á dim vào cái element này, tức là vào cái sàn này ở cái section và cái detail sẽ không được chính xác bởi cái thickness này á, là nó không đúng đó, thì nó sẽ warning cho các bạn vậy thôi. Khi các bạn tạo cái này á, là mình nói là mình sẽ phải bỏ sơ đồ tính đi tại nó không đúng sơ đồ tính. Rồi mình cứ nâng lên đi rồi các bạn sẽ thấy đó, thử vậy đi, mình sẽ qua sơ đồ tính nè, sàn nó cũng sẽ nằm như thế này luôn, nó không theo kiểu là nâng theo cái biên biên dạng của cái thằng bên 3D này đó, nó không phải theo biên dạng này, cho nên là cái sơ đồ tính này nó bị fail đó. Thì như nãy mình nói nó không xài được, cho nên là để mà tắt sơ đồ tính thì mình click vào cái sàn mình bỏ tick enable analytical để mà tắt cái sơ đồ tính cho nó, và khi đó sơ đồ tính thằng này bên đây nó sẽ không có đó.
Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cái này thì các bạn sẽ làm bằng tay, tức là mình sẽ mua từng điểm lên theo cái gọi là nó mượt, tức là cái đường này sẽ mượt trên xuống dưới như thế này. Giả sử như thế này thì mình cho nó là 2 mét, 2 mét thử xem. Đó, cái này thì chỉ là mình tính thôi, tức là mình ước lượng thôi. Tại bây giờ là thẳng, nói thẳng ra là mình vẽ cái sàn này nè là bằng kiến trúc luôn rồi đó, tức là mình không có sơ đồ tính, cho nên mình vẽ sao cho nó mượt mượt nhìn đẹp là được đó, do nó không có sơ tính. Rồi tiếp tục điểm này, cho nên là âm 1500 đó, nâng từng điểm, do đó nó sẽ rất là mình sẽ rất dễ tạo những cái sàn đặc biệt, nhưng mà nó do đó nó sẽ không có sơ đồ tính, nó sẽ có những bất lợi và những cái hại riêng cho công cụ này. Đó, này bên đây nó sẽ nghiêng một chút. Như thế này chẳng hạn. Đó, thì để mình section box nó một cái. Cái này thì các bạn chỉ việc chỉnh lại thôi. Chỉnh lại này giả sử nó thế này chỉ là cái gọi là làm đẹp 2500, 2200, 2500, 2500. Đó. Này nó càng ngày càng xấu. Đó, các bạn về chỉnh lại cho đẹp thôi. Đó. Đó là mình giới thiệu có công cụ vẽ sàn này. Thì công cụ này rất là đắc lực nếu mà các bạn muốn vẽ một cái sàn hình thù đặc biệt, một hoặc là một cái tấm nào đó hình thù đặc biệt, thì mình có thể nghĩ tới công cụ vẽ này của sàn đó. Rồi thì mình nhớ là cái ở dưới cái B1 nó vẫn còn một cái RAM đi thẳng lên nữa, chỗ này nè sẽ đi này, nó thành RAM đi bộ, cái chạy từ đây lên, đây là đi xe đi xuống này, nó này đi bộ lên này. Thì cái RAM này là B1, mình vẽ đây luôn đi. Mình sẽ tạo cho mình sẽ giao cái sàn floor này. Đó. Cái RAM này bạn có thể có sơ đồ tính hoặc không có, tùy. Thường thì mình sẽ không có sơ đồ tính, tại cái RAM á, mình học thì mình kết cấu thì mình không có mô hình nó vào cái mô hình 3D đó. Bạn cứ giảm biên dạng này, mình cho một cái slope. Này là theo theo là không, head là round đi chẳng hạn, bị overlap đó. Thì chỗ này nè, thì giả sử như mình cho nó ra ngoài luôn đi, bịt thế này đó. Bịt thế này, chuyển lại thế này.
và mình sẽ cho cái tường này chạy xuống thẳng bên dưới cái cầu thang này, cái sàn này, thì các bạn có thể kéo bằng tay, tức là bạn hãy chỉnh cái thông số này, hoặc là cái do cái sàn này sàn nghiêng á, cho nên các bạn chỉnh như thế nào thì nó cũng sẽ có sai. Cho nên mình giới thiệu các bạn tiếp một công cụ để mình mua cái đỉnh của cái tường này dưới cái sàn này, là công cụ attack. Attack là đó, các bạn thấy không, cái tường nó vẽ một cái tường nằm ngang, mình attack lên cái group nó sẽ hiện, nó sẽ tự fill cái biên dạng của cái tường tới cái group đỉnh group luôn. Khi này á, do cái group mình nó có biên dạng tam giác cho nên nó sẽ có hình tam giác như thế. Còn cái sàn này của mình nó sẽ có được một cái đường xiên như thế này nè. Nên mà khi mà các bạn kéo á, bạn chỉnh thế này á, bạn chỉnh bạn kéo thế này nè, bạn kéo nó bằng cái này á, control nè, có thể là nó không được đúng cho lắm nữa, nó không đúng nữa, tại cái này nó xiên mà. Bạn sử dụng công cụ attack này nè, chọn attack, chọn cái sàn, đó nó tự kéo này xuống dưới và đúng đúng theo biên dạng cái sàn luôn. Các bạn thấy nó nghiêng không, nghiêng đúng biên dạng cái sàn luôn đó. Còn cái này nè là sao, do các bạn bạn nó vẽ nó bằng biên cái hàng tường này nè, trên nó hở ra một chút. Lại lại đó, align lại đó, đẹp rồi đó, đó như thế này đó. Đó thì cái bên đây có số lượng tính của nó thì nó sẽ như thế này. Thường sẽ không lấy số lượng tính của hàng mấy hàng RAM này, thì các bạn biết mô hình JTAG mình cũng đâu có lấy số lượng tính của mấy hàng RAM này đâu, tại mình cũng đâu có tính thép cho nó đâu. Đó thì các bạn về á, các bạn sẽ làm tiếp những cầu thang bên dưới đây, nó chỉ khác cao độ thôi, bạn copy xuống rồi chỉnh lại cao độ, chứ nghĩ cao độ mấy cái này là xong, mấy cái điểm cao độ của hai đầu của slope này là xong đó. Rồi có bạn nào thắc mắc gì không? Đó mình với Nam giới thiệu cho các bạn hai công cụ sàn, một cái là slope có số tính, hay một cái kia là mạnh về kiến trúc nhưng không có được lấy được số đồ tính đó. Rồi các bạn có hỏi gì không? Thì thứ bảy thì mình sẽ không kiểm bài tập về nhà cũng được đó, thì mình thứ bảy mình sẽ qua một cái chương, một cái phần mới đó là tạo bóng. Bạn thấy móng này nó hình vuông thế này, mình sẽ tạo nó ra thành cái hình thù như thế này, móng đơn đó, thì buổi sau mình sẽ dạy các bạn làm cái này đó. Rồi có bạn nào có câu hỏi trước khi mình kết thúc buổi học không? Dạ chắc không anh ơi. Ok ok. Vậy buổi học hôm nay kết thúc. Rồi các bạn về thi, gắng thi cho tốt rồi nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ rồi. Rồi ok. Dạ chào anh. Rồi chào các bạn.